Vâng, xin được trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh review loa kéo của Nhật Tây Audio.com. Thưa anh chị và các bạn, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ review cho anh chị và các bạn chúng ta một mẫu sản phẩm loa sách tay mini karaoke di động nha anh chị nha. Thì loa này có thiết kế rất là nhỏ gọn, thích hợp sách đi mọi nơi, rất thuận tiện trong cái việc mà chúng ta đi du lịch hoặc là chúng ta đi tập thể dục ngoài công viên đó, thì chúng ta có thể là sách cái loa này theo và cho cái chất lượng âm thanh karaoke cũng như là cái chất lượng âm thanh công suất cũng rất là lớn nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bản review chi tiết của Nhật Tây Audio.com nha. Thì dòng sản phẩm trước mắt anh chị đây là mẫu ZBZ0607 nha anh chị nha. Thì mẫu này được trang bị cho mình gồm có một cặp micro nha, một cặp micro UHF xét tần số micro không dây nha anh chị nha. Thì cho cái chất lượng karaoke rất là tuyệt vời. Bề ngoài của nó thì được thiết kế bằng nhựa ABS tổng hợp cao cấp nha anh chị nha. Rồi, và trên đây thì có các bàn điều chỉnh trên này, thì tí nữa chúng tôi sẽ quay cho anh chị và các bạn chúng ta xem nha. Thì cũng có các nút chỉnh là chuyển qua Bluetooth ghi âm nè, rồi quay lại bài hát nè, và những cái hiệu ứng live stream rất là thuận tiện luôn. Thì trong cái video này chủ yếu là tôi chỉ test lại cái chất lượng nhạc cũng như là chất lượng karaoke thôi. Thì chúng ta cùng đi vào cái thiết kế của nó nha, xem như thế nào. Thì đằng trước loa thì được mặt lưới được làm bằng kim loại nha. Ở đây thì có một cái loa, một cái lỗ họng chép nha, gọi là cái họng chép. Ở đây thì trong này thì được thiết kế một bass và một chép nha anh chị nha. Rồi, loa thì có thiết kế cho mình là một cái quai sách như thế này bằng nhựa luôn nha. Thì có thể là quai sách này có thể là bẻ qua bên này cũng như bẻ qua bên này. Hiện tại tôi đang để điện thoại trên này nên là không thể bẻ được nha. Đó, bây giờ tôi bỏ điện thoại xuống nè. Đó, review cho anh chị xem nha. À, chúng ta có thể là xoay cái cần này nha. Đó. Rồi, tiếp theo thì loa này cũng có thể là kéo đi sách, kéo đi nha anh chị nha. Đây. Đây, loa này thì có bố trí cho mình thêm cái sợi dây này nha. Chúng ta có thể là ráp vào và đi theo cái như giống như cái sách trên mình vậy đó, thì cũng rất là tiện nha. Đó, thì chúng ta là đấu vào đây nè. Trong đây có hai cái dây nè. Chúng ta kết nối vào nha. Rồi, như vậy là có thể là di chuyển tiện lợi hơn, không cần phải xách nữa mà chúng ta đeo thẳng lên trên vai của mình luôn. Rồi, tiếp theo nữa thì đặc điểm vượt trội hơn so với những dòng sản phẩm khác là loa cho công suất rất là lớn luôn. Thì chúng tôi test hai cái kích thước loa bằng như nhau, thì chúng tôi thấy là cái dòng sản phẩm ZBZ0607 này rất là vượt trội hơn so với những sản phẩm còn lại. Thì cái kích thước của em loa này thì có sẵn ở trên thùng luôn, thì tôi đọc cho anh chị xem ha. Nó có kích thước là 371x206x354mm nha. Và cái cân nặng của nó là khoảng 6,5kg nha anh chị nha. Thì trên này ghi rất là rõ luôn. Đây là hàng nhập khẩu nguyên khối từ Trung Quốc về nha anh chị nha. Đó, hãng ZBZ thì chắc có lẽ là anh chị chúng ta cũng biết rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test chất lượng nhạc cũng như là chất lượng karaoke nha anh chị nha, để tránh làm mất thời gian của anh chị. Cũng xin được nói thêm nữa, thì dòng sản phẩm này có bộ phụ kiện rất là cơ bản luôn. Thì nó có cái remote nè. Đây, có cái remote nè, có cái dây AUX nè, có thể là kết nối với TV nha anh chị nha. Đó. Tiếp theo là dây sạc nha. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu tiếp nha, đang quay bị hết pin. Thì với dòng sản phẩm này thì có cái dây sạc, có adapter nè anh chị ha. Đó, nên là bảo quản cái bình đúng cái nguồn điện của nó nha anh chị. Đó, cái adapter của nó nè. Rồi, có remote nè. Đó, có thể là cái dây đỏ đen nè anh chị. Anh chị thấy cái dây đỏ đen này không ạ? Dây đỏ đen này là dây có thể là sử dụng bằng bình nguồn 12V ở bên ngoài, tức là bình ắc quy của mình đó. Thì chúng ta sử dụng bị cúp điện chứ chẳng hạn, hoặc là bị hết bình luôn cùng một lúc như vậy, thì chúng ta có thể là cắm bằng cái bình ắc quy vào, chúng ta sử dụng trực tiếp luôn, không cần phải sử dụng đến điện nữa. Thì như vậy cũng rất là tiện lợi nhé. Rồi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành test chất lượng nhạc, và sau đó thì tôi cũng sẽ thử hát một bài karaoke cũng như là quay chi tiết cái loa này cho anh chị và các bạn chúng ta xem coi nó có đáng đồng tiền để mình mua không nhé. Thì dòng loa này có tầm giá thì chúng tôi sẽ để lại ở trên cái phần tiêu đề nha. Anh chị và các bạn chúng ta theo dõi nha, cái tiêu đề cũng như là cái phần mô tả của chúng tôi nha anh chị nha. Và bây giờ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe nhạc nha. Thank you.
lên. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa, vì kịp người sẽ vui qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, đượt mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đường đời lạ bao, hãy mến thương nhau với bạn tất cả con tim. Rồi rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng hối tiếc muôn phiền chuyện thế sự nơi trần. Lên, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Alo, 1, 2, 2, 3, 4. Thử máy. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em, anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em, anh không đi tìm người yêu nhan sắc mi miều, người yêu đại cách cao sang lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đôi chẳng thay đến, anh không đi tìm người yêu say đắm xa hoa, anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, lầu cao sẽ cắt em mười, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi, em tìm người yêu chung thủy, em tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Anh mới biết rằng ở đời ai không muốn đèn giàu và cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi, em tìm người yêu không mượt mơ cao. Anh ơi, em tìm người yêu thương mãi tranh siêu. Mãi đây cho dù rằng đời gốc bế chân trời, cuộc đời bao cấp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. À, thưa anh chị và các bạn, thì vừa rồi anh chị và các bạn chúng ta cũng đã được trải nghiệm qua cái chất lượng karaoke của dòng sản phẩm CBZ0607 anh chị nha. Thì hiện tại thì chúng tôi đang ở ngoài review ở ngoài trời, nên thành ra là cái âm thanh nó có hơi nhiều tạp âm một chút. Nhưng mà để cảm nhận âm thanh hay hơn thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy đeo cái tai nghe của mình vào để mà cảm nhận âm thanh một cách thiết thực nhất trước khi đánh giá và mua dòng sản phẩm anh chị nha. Thì một nữa xin được cảm ơn anh chị và quan tâm theo dõi video review của chúng tôi.
Nếu thấy hay và hữu ích thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh YouTube để mà ủng hộ cho chúng tôi nha. Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.